Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của dự báo thời tiết VTV. Xin chào mọi người. Hello. Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối tuần rồi. Thực sự thì bản thân mình cảm thấy là một tuần trôi qua rất là nhanh. Chúng ta vừa có 2 ngày nghỉ cuối tuần mà ngày mai là đã đến một tuần mới. Thì không biết là hôm nay Hạnh Quyên có thể hỏi quý vị khán giả là 2 ngày cuối tuần vừa rồi thì quý vị khán giả đã có những hoạt động, có những kế hoạch gì rồi? Và cảm nhận của quý vị là thời tiết những ngày vừa rồi có ủng hộ cho những hoạt động của mọi người không ạ? Quý vị có thể cùng chia sẻ với Hạnh Quyên ở phần comment được không? Hello, hello, hello. Xin chào, wow, gần 150 quý vị khán giả đã join vào cùng với Hạnh Quyên. Mới chỉ có 2 phút thôi. Quý vị có câu hỏi thắc mắc gì thì hãy để xuống phần comment bên dưới nhé. Hạnh Quyên sẽ trả lời ngay sau khi mà cập nhật thời tiết chủ đạo của cả 3 miền. Xin chào bạn Bầu Trời Xanh, chào bạn Lê Hiệp. Chào mọi người. Sang đầu tuần tới thì những cơn mưa ở miền Trung sẽ giảm bớt, nhưng mà đáng chú ý là khu vực phía Bắc sẽ xuất hiện sương mù do là có gió Đông Nam ẩm. Sương ẩm giăng phủ khoảng 4 đến 8 giờ sáng làm tầm nhìn giảm xuống dưới 4 km. Có nơi thì sương dày tầm nhìn chỉ khoảng là 1 km, có thể ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đến trưa chiều mai thì gió ẩm yếu đi, trời sẽ quang dần. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế thì cũng ấm hơn, nhiệt độ tăng lên mức là 25 đến 29 độ. Đà Nẵng đến Phan Thiết thì có nắng, nền nhiệt cao hơn hẳn 29 đến 33 độ. Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày nắng mạnh, trong đó thì các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nắng đến cả chục tiếng, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 33 độ. Riêng Đà Lạt thì có lợi thế là địa hình cao nguyên nên mát hơn 27 độ. Thanh Hóa ngày mai thì trời cũng sẽ ấm hơn đấy ạ. Nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 25 đến 29 độ. Chào mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, có vẻ như là quý vị khán giả chúng ta không phải đi làm và join vào cùng với Hạnh Quyên khá là sớm. Nơi mà nắng nóng nhất cả nước đấy chính là khu vực Nam Bộ. Ngày mai thì nắng nóng sẽ tiếp tục bao trùm khắp khu vực miền Đông Nam Bộ và một loạt các điểm miền Tây như là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Nắng gắt suốt từ 11 đến 16 giờ. Rất dễ xảy ra hiện tượng là say nắng, say nóng khi mà quý vị khán giả phải làm việc quá lâu ngoài trời. Với miền Bắc, từ ngày mai thì trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, ở đôi lúc là có mưa nhỏ mưa phùn. Tuy nhiên là quý vị khán giả chúng ta yên tâm là đến trưa chiều thì mưa sẽ tạnh và nhiệt độ thì cũng sẽ tăng dần ạ. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, sang đến Lào Cai, Sơn La đến Biên Phủ từ 24 đến 28 độ. Kon Tum ngày mai có mưa không? Ở ngày mai Kon Tum thì nắng mạnh đến cả chục tiếng ạ. Nhiệt độ khoảng 32 đến 33 độ, khá nóng. Đợt tới có không khí lạnh về miền Bắc không bạn? Đợt tới thì chưa có một thông tin gì về một đợt không khí lạnh mới. Thế nhưng mà trạng thái là miền Bắc sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm và trời sẽ có mưa nhỏ mưa phùn, thì sẽ kéo dài trong khoảng một tuần tới ạ. Dự báo là trạng thái này thì sẽ khiến cho quần áo của chúng ta khó khô đấy ạ. Tuy nhiên thì với khu vực miền Bắc, ngoại trừ trạng thái là có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm và trời se lạnh, thì một thông tin khác đấy là trưa chiều thì trời cũng sẽ ấm lên ạ. Và nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Trong kiểu thời tiết như vậy thì thực sự là rất dễ gây ra các bệnh về sốt xuất huyết, do là muỗi sẽ sinh sôi và phát triển. Chính vì thế mà quý vị hãy thường xuyên là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy ngủ mắc màn phòng muỗi kể cả vào ban ngày và tránh những tủ nước đọng để muỗi sinh sôi và đẻ trứng nhé. Ngày mai thì tại khu vực Trung Bộ thì gió ẩm sẽ yếu đi, trời sẽ quang dần. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế thì cũng sẽ ấm hơn, nhiệt độ tăng lên mức là 25 đến 29 độ. Đà Nẵng đến Phan Thiết thì trời có nắng, nhiệt độ cao hơn hẳn, 29 đến 32 độ. Với Tây Nguyên thì sẽ tiếp tục vào chuỗi ngày nắng mạnh. Trong đó thì các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nắng đến cả chục tiếng, 32 đến 33 độ. Ở đây thì riêng có Đà Lạt nhờ có lợi thế địa hình cao nguyên nên là khá mát, 27 độ. Không biết là có quý vị khán giả nào chúng ta thắc mắc về thời tiết biển không ạ? Có lẽ là phần đông quý vị khán giả tham gia livestream của Hạnh Quyên thì thường là những quý vị khán giả ở Bắc Trung Nam, chứ cũng khá là ít người ở khu vực ven biển. Thế nhưng mà hôm nay cũng sẽ cập nhật cho quý vị khán giả. Nếu như mà có những ngư dân chúng ta theo dõi livestream của Hạnh Quyên thì cũng sẽ được biết thông tin về thời tiết biển để có thể có những lịch trình đánh bắt sao cho phù hợp nhé. Trên biển thì ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai thì trời có nắng, gió cấp 4, cấp 5, đều là mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Cho nên là quý vị cũng chưa cần quá lo lắng đâu ạ. Mình sẽ xin phép cập nhật lại thời tiết chủ đạo của cả ba miền đất nước ngày mai, để cho quý vị cùng có thể sắp xếp được những kế hoạch, những lịch trình của mình sao cho phù hợp nhé. Sang đầu tuần tới thì những cơn mưa ở miền Trung sẽ giảm bớt. Thế nhưng mà đáng chú ý là phía Bắc sẽ xuất hiện sương mù do là có gió Đông Nam ẩm. Sương ẩm giăng phủ trong khoảng từ 4 đến 8 giờ sáng thì sẽ làm giảm tầm nhìn, giảm xuống dưới khoảng là 4 km và có những điểm là sương dày chỉ còn khoảng là 1 km. Đến trưa chiều mai thì gió ẩm yếu đi, trời sẽ quang dần. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới đến Huế thì cũng ấm hơn, nhiệt độ tăng lên mức là 25 đến 29 độ. Đà Nẵng đến Phan Thiết thì trời có nắng, nhiệt độ cao hơn hẳn, 29 đến 33 độ. Với Tây Nguyên thì sẽ tiếp tục chuỗi ngày nắng mạnh. Trong đó thì các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nắng đến cả chục tiếng, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 33 độ. Riêng Đà Lạt thì có lợi thế là địa hình cao nguyên nên trời mát, 26 độ. Nơi mà nắng nóng nhất cả nước đây chính là khu vực Nam Bộ. Ngày mai thì nắng nóng sẽ tiếp tục bao trùm khắp khu vực miền Đông Nam Bộ và một số điểm thuộc khu vực miền Tây như là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc. Nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ. Nắng gắt sẽ xảy ra từ 11 cho đến 16 giờ, rất dễ gây ra tình trạng là say nắng say nóng, đặc biệt là với những quý vị chúng ta phải làm việc ngoài trời. Với miền Bắc ngày mai thì trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, đôi lúc là sẽ có mưa nhỏ mưa phùn. Tuy nhiên là quý vị hãy yên tâm là trưa chiều thì mưa sẽ tạnh và nhiệt độ thì cũng tăng dần. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ từ 24 đến 28 độ. Trên biển thì hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày mai thì trời sẽ có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km đều sẽ là những mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Và vừa rồi cũng đã là những thông tin thời tiết cập nhật cho ngày đầu tuần, ngày thứ hai. Hy vọng là quý vị khán giả chúng ta sẽ có được những thông tin thời tiết hữu ích để có thể sắp xếp những công việc, những lịch trình, kế hoạch học tập của mình sao cho phù hợp. Bây giờ cũng phải đến lúc mà nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin livestream sắp tới. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Hạnh Quyên trong ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả.